Trong lúc đang di chuyển trên đoạn đường, tài xế ô tô đã phải phanh gấp vì một người đàn ông bất ngờ lao ra đường. Và càng khó hiểu hơn là người này lại nằm vật ra đường ăn vạ ngay phía trước đầu xe. Sự việc xảy ra tại huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và đang thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Chứng kiến cảnh tượng này, một người đàn ông mặc áo cam tiến tới và kéo người đàn ông kia dậy. Tuy nhiên, người này vẫn không chịu, nhất quyết nằm giữa đường ăn vạ. Sau đó, người đàn ông áo cam phải kéo mạnh thì người đàn ông kia mới đứng dậy. Đáng chú ý, người đàn ông lúc này tiến thẳng đến và ngồi xuống chiếc ghế nhựa đặt bên lề đường như không hề có chuyện gì xảy ra. Sự việc khiến những người đi đường không khỏi ngạc nhiên và ngoái nhìn đầy khó hiểu.